Vinpearl Safari Phú Quốc, khu vườn thú mở, nơi nuôi dưỡng những loài thú quý hiếm đến từ khắp nơi trên thế giới như vượn cáo đuôi khoang, sư tử trắng, tê giác môi vuông. Được thiết kế theo mô hình safari đúng chuẩn, đây là khu vực có diện tích rộng lớn hơn với hệ sinh thái gần giống môi trường sinh sống tự nhiên của các loài động vật. Du khách sẽ được tham quan bằng cách ngồi trên xe buýt chuyên dụng để tiến gần hơn với các loài động vật. Những con vật sẽ di chuyển xung quanh, lúc này bạn và chúng chỉ cách nhau bằng một tấm kính. Hãy yên tâm, đừng sợ bị chúng tấn công bạn nha. Vì kính của xe buýt được làm riêng phục vụ cho nhu cầu tham quan nên rất chắc chắn, và những con vật trong khu safari đều được huấn luyện. Là một khu vui chơi gia đình nên tại Vinpearl Safari Phú Quốc cũng không thiếu những trải nghiệm dành cho các em nhỏ. Khu Kids Zoo là nơi vui chơi đầy thú vị dành cho các bé từ 5 đến 12 tuổi. Tại đây, các bạn nhỏ sẽ được tìm hiểu và hóa thân thành những người chăm sóc động vật, tham gia vào các hoạt động như cho thú con uống sữa, vệ sinh nơi ở cho chúng. Show diễn động vật, đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật đến từ các loài chim muông, linh trưởng và bò sát. Những màn trình diễn nhẹ nhàng từ các nghệ sĩ nghiệp dư chứa đựng thông điệp sâu sắc về vấn đề môi trường, góp phần giáo dục con trẻ và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh ta. Giá vé Vinpearl Safari Phú Quốc, người lớn 650.000 đồng, trẻ em cao từ 100cm đến 140cm và người già trên 60 tuổi 490.000 đồng, miễn phí đối với trẻ em cao dưới 100cm và trẻ dưới 1 tuổi.